hai các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn sự khác nhau giữa cây hoa 10 giờ Mỹ và cây rau xăm đất. Bởi vì hai cây này nó giống nhau đến 90% lận. Thành ra là có nhiều bạn lộn giữa cây hoa 10 giờ Mỹ và cây rau xăm đất. Thì riêng về sự khác biệt của cây hoa 10 giờ Mỹ thì cây hoa 10 giờ Mỹ cũng như các bạn đang thấy cái hoa rất là to và có rất là nhiều màu sắc. Còn với cây rau xăm đất thì cái hoa nó nhỏ bé bé xinh xinh như vậy thôi, chứ không có to bự giống như cây hoa 10 giờ Mỹ mà các bạn thấy ban đầu. Và cây rau xăm đất thì hoa của nó chỉ có một màu duy nhất, đó là màu vàng. Và trước đây mình đã có chia sẻ một cái video là ở dưới bồn cây là mình trồng hoa 10 giờ Mỹ. Và cứ mỗi độ xuân về thì những cái cây hoa 10 giờ Mỹ nó sẽ mọc lên lại từ những cái hộp rụng xuống từ năm ngoái. Và khi mà cây con nó mọc lên á, nếu mà mình không để ý cũng như năm vừa rồi mình không có kinh nghiệm á, thì mình không có biết đâu là cây hoa 10 giờ Mỹ, đâu là cây rau xăm đất hết. Và ở trong vườn của mình á, các bạn biết không, thật sự cây rau xăm đất mình không có trồng mà không biết nó mọc ở đâu lên á, rồi nó cứ thế mà nó rụng hộp rồi gió bay, thành ra là hàng năm nó mọc khắp vườn của mình hết, cho đến khi mà nó lớn lên nó nở hoa thì mình mới biết nó là cây rau xăm đất, thì lúc đó mình mới nhổ nó ra và mình chờ đợi cái cây hoa 10 giờ Mỹ nó mọc lên. Thì khi mà giống như mình năm ngoái mình không có nhận biết được thì như vậy thì rất là mất thời gian, bởi vì khi mà mình thấy nó mọc lên mình không biết cây nào là cây hoa 10 giờ Mỹ, cây nào là cây rau xăm đất, thành ra mình cứ tưới nước mình chăm cho nó cho đến khi nó ra hoa đó. Cũng chính vì lý do đó thành ra bắt đầu mình để ý. Và mà bây giờ cũng như các bạn đang thấy ở bên đây là cái khu vực mà cây rau xăm đất với lại cây hoa 10 giờ Mỹ mọc chung với nhau, mọc xen kẽ với nhau đó. Cũng như các bạn đang đã thấy nè, đây là cây rau xăm đất có cái bông màu vàng và rất là nhỏ. Thì để mà so sánh thêm cái điểm khác nhau giữa cây rau xăm đất và cây hoa 10 giờ Mỹ á, thì khi mà cây đã lớn như vậy á, thì các bạn sẽ thấy là cái thân của cây rau xăm đất nó rất là to. Nó to hơn cây hoa 10 giờ Mỹ hầu như là gấp đôi. Đó, cũng như các bạn đang thấy đó. Đó, cái thân của hoa 10 giờ Mỹ nè, các bạn thấy không? Nó thon thả hơn, nó ốm hơn là cái thân của cây rau xăm đất. Và cái đặc điểm thứ ba mà mình thấy sự khác nhau của cây hoa 10 giờ Mỹ và cây rau xăm đất đó là cái lá. Thì cái lá của cái cây rau xăm đất nó mỏng hơn là cái lá của cây hoa 10 giờ Mỹ. Cũng như các bạn đang thấy, mình đang quay cho các bạn xem cái lá của hoa rau xăm đất đó. Đó, các bạn thấy không? Về hình dáng thì lá của hai loại này nó giống nhau, nhưng mà về cái độ dày mỏng á, thì cái lá của cái cây hoa 10 giờ Mỹ á, nó dày hơn là cái lá của cây rau xăm đất. Nhưng có một cái đặc điểm ngược lại hoàn toàn, tức là khi mà cây hoa 10 giờ Mỹ và cây rau xăm đất nó phát triển, nó trưởng thành, thì cái cây rau xăm đất có cái thân bự hơn cây hoa 10 giờ Mỹ. Nhưng khi cả hai cây này lúc còn nhỏ, cũng như cây rau xăm đất lúc còn nhỏ các bạn đang thấy á, thì cái cây rau xăm đất, cái thân của nó sẽ nhỏ hơn là cây hoa 10 giờ Mỹ. Và khi mà cây rau xăm đất nó trưởng thành á, thì cái thân của nó mới bắt đầu lớn vượt trội, to hơn cây hoa 10 giờ Mỹ. Nhưng mà lúc nó còn nhỏ thì cái thân nó lại nhỏ hơn cái cây hoa 10 giờ Mỹ, cũng là cái cây nhỏ vào thời điểm đó luôn. Và đây cũng là cái đặc điểm nhận dạng sự khác nhau của hai cây khi mà nó còn nhỏ. Và thêm một đặc điểm nữa đó, đó là đây là cái cây hoa 10 giờ Mỹ lúc nó còn nhỏ, là các bạn thấy không, cái lá nó vẫn xanh, vẫn to và cái thân nó vẫn vậy. Tức là cây hoa 10 giờ Mỹ từ nhỏ tới lớn nó chỉ có một form thôi.
Và cây rau sam đất thì lúc nhỏ, cái thân nó nhỏ hơn là cây hoa mười giờ Mỹ. Nhưng khi nó trưởng thành thì cái thân nó lại lớn vượt trội và cái thân của nó to hơn là cái thân hoa mười giờ Mỹ. Nhưng lúc nó còn nhỏ thì cái thân nó lại nhỏ hơn cái thân của cây hoa mười giờ Mỹ, cũng là cái cây baby, cây nhỏ lúc đó luôn. Và thêm một đặc điểm nhận dạng của hai cây khi mà tụi nó còn nhỏ, đó là cái lá. Tức là mình mới chia sẻ đó, là cây hoa mười giờ Mỹ từ nhỏ tới lớn nó chỉ có một form đó thôi. Cái lá nó cũng bự như vậy, nó cũng xanh như vậy. Nhưng mà cái cây rau sam đất lúc nhỏ thì cái thân của nó nhỏ hơn là cái thân của cây hoa mười giờ Mỹ. Và cái lá của nó cũng không phải là màu xanh giống như là khi nó trưởng thành, mà cái lá của nó có màu sẫm sẫm cũng như các bạn đang thấy á. Đó, và bây giờ mình bứt thử một cái cành của cây rau sam đất lúc mà nó còn nhỏ. Mình lên mình để cạnh cái cành của cây hoa mười giờ Mỹ cũng lúc còn nhỏ luôn, thì các bạn sẽ thấy sự khác nhau. Đó, các bạn thấy không? Cây hoa mười giờ Mỹ từ nhỏ tới lớn cái lá nó vẫn xanh tươi như vậy đó. Còn cái cây rau sam đất thì lúc nhỏ cái lá nó có màu sẫm sẫm như vậy. Thì thêm một đặc điểm nữa để nhận biết khi mà hai tụi nó còn nhỏ, là cây rau sam đất có thân nhỏ và lá có màu sẫm, không phải là màu xanh lá cây mà màu sẫm giống như vậy nè. Còn cây hoa mười giờ Mỹ thì lúc nhỏ hay lớn thì cái lá nó cũng có màu xanh lá rất là tươi, rất là đẹp. Đó, thì cái cách nhận biết này rất là quan trọng hơn những cái cách nhận biết mà mình chia sẻ ở đầu video. Bởi vì khi mà mình nhận biết sự khác biệt của hai cây này lúc mà nó còn nhỏ đó, thì khi mà mình muốn trồng cái cây gì thì mình sẽ thấy sự khác biệt và mình nhổ cái cây còn lại đi để mà mình quăng đi. Chứ không có mất công giống như mình năm vừa rồi á. Mình muốn trồng cây hoa mười giờ Mỹ mà cây rau sam đất nó mọc lên mình không biết. Lúc đó mình chưa biết sự khác nhau của tụi nó. Mình thấy na ná giống nhau, thành ra mình để đó rồi mình chăm sóc, mình tưới tắm. Và đến khi nó phát triển thì nó lại không phải là cây hoa mười giờ Mỹ, mà nó lại là cây rau sam đất. Thì lúc đó rất là mất thời gian cũng như uổng công của mình chăm sóc. Thành ra trong các cách nhận biết sự khác biệt của cây rau sam đất và cây hoa mười giờ Mỹ, thì cái cách nhận biết khi mà tụi nó còn nhỏ nó quan trọng nhất để cho mình có thể chọn được cái cây mà mình yêu thích và bứng bỏ cây còn lại để không có mất thời gian giống như mình năm vừa rồi. Và các bạn biết không, mình thấy rất là nhiều người rất là thích ăn cây rau sam đất. Mà thực sự là lúc ở Việt Nam, mình ở Sài Gòn, thành ra là mình không hề biết cái cây rau sam đất luôn. Thành ra khi mà qua tới đây á, mình cũng không có ăn, cũng không có thử tới. Đó, thì mình thấy có rất là nhiều người thích ăn cây rau sam đất. Thậm chí có nhiều bạn còn hỏi mình lấy hột giống để mà chia sẻ với các bạn nữa. Nhưng mà mình thì sau khi mình biết là có thể ăn được, nhưng mà mình cũng không có muốn thử cũng như không có thích ăn. Thành ra là cứ mỗi lần mà gặp cái cây rau sam đất nó mọc trong vườn của mình như thế này thì mình bứng bỏ liền, bởi vì mình sợ nếu mà mình để thì cái hột của nó rụng xuống là nó sẽ mọc khắp vườn. Bởi vì nếu mà trong vườn của mình là mình không trồng cây hoa mười giờ Mỹ thì mình có thể để cho nó mọc, nhưng mà do trong vườn của mình thì cái sở thích của mình thích cây hoa mười giờ Mỹ, mà hai cây nó giống nhau quá, thành ra mình không có muốn nó mọc tùm lum tà la hết. Rồi nhiều khi mình không để ý thì mình để nó mọc thì những cái cây hoa mười giờ Mỹ của mình không có tốt đó. Nhưng ngược lại, những cái người mà muốn ăn cây rau sam đất thì họ lại không có cây trồng, cũng như là mặc dù trong vườn của mình có, mình bứng bỏ, chứ mà mình nhớ tuần trước mình có đi nơi bán cây giống, thậm chí người ta cũng có bán cây giống của cây rau sam đất luôn. Đó, chồng mình còn nói ủa sao ở nhà anh thấy em bứng cây này bỏ mà ở đây người ta bỏ vào chậu người ta bán. Đó, thì cũng như mình mới vừa chia sẻ đó, là do mình ở Việt Nam, mình ở Sài Gòn, mình chưa bao giờ mình ăn cái cây này. Thành ra là khi mà qua đây mình cũng không biết cái cây này, và mình chỉ biết đến nó khi mà mình thấy mọi người chia sẻ là có thể ăn được cái cây này, ăn rất là mát hay cái gì đó.
nhưng mà mình nhìn thấy nó giống cây hoa quá nên thành ra mình không có dám thử. Đó, tự nhiên cái ngày hôm kia thì cái chuyện mà mọi người ăn cây rau sam đất đó, đó là chuyện bình thường rồi. Thì cái ngày hôm kia mình mới thấy có một bạn đó, bạn boss ở trên Facebook á, bạn ăn luôn cái cây hoa 10 giờ Mỹ luôn. Tức là bạn nói cái cây hoa 10 giờ Mỹ nó giống như là cây rau sam đất vậy đó. Nó cùng dòng họ bà con, cùng gia đình, thành ra là bạn ăn luôn. Tức là bạn biết cái cây hoa 10 giờ Mỹ không phải là cây rau sam đất. Bạn biết đó là cây hoa 10 giờ Mỹ luôn, nhưng mà bạn nói là nó cùng dòng họ, nó cùng gia đình, thành ra là bạn bứng lên bạn nấu bạn ăn luôn. Và bạn ăn mấy năm nay rồi nó không có thấy có bị cái gì cả, và ăn nó rất là ngon như là ăn cây rau sam đất vậy đó. Thì thứ nhất, sau khi mình đọc cái post đó, mình suy nghĩ, mình nói cây hoa 10 giờ Mỹ trồng có hoa đẹp vậy ăn thì nó cũng ổn, tại vì mỗi lần ăn đâu phải ít đâu, ăn phải bứng lên ít nhất là 3-4 bụi mới xào được một cái chảo rau đó. Và cái cây hoa 10 giờ Mỹ ăn thì nhìn nó rất là lạ. Hồi đó giờ thấy người ta ăn rau sam đất thôi mà bạn nói là bạn ăn cây hoa 10 giờ Mỹ luôn thì mình thấy rất là lạ. Thậm chí có nhiều người vào comment nói là trời ơi, cái đó không phải cây rau sam đất đâu, đừng có ăn. Tại vì mọi người tưởng là bạn đó không biết, nhưng rốt cuộc bạn đó biết, nhưng mà bạn đó vẫn ăn, và bạn đó khẳng định là bạn đó ăn mấy năm rồi vẫn không thấy bị gì hết, và nó ngon như cây rau sam đất vậy đó. Đó, thành ra là nói chung mình kể cho các bạn nghe câu chuyện này chỉ muốn chia sẻ là cây rau sam đất mình nhìn mình cũng không dám ăn, tại vì nó giống cây hoa 10 giờ Mỹ. Mà có bạn là ăn luôn cây hoa 10 giờ Mỹ luôn. Thành ra là mình bây giờ mình cũng không biết là đúng hay là sai, hay là ăn có sao hay không. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà bạn mà thích ăn cây rau sam đất á, thì cứ trồng cây rau sam đất để mà ăn. Mà cây rau sam đất nó dễ trồng lắm, và khi hột nó rụng nó lên đầy giống như trong vườn của mình. Các bạn thấy không? Nó lên khắp mọi nơi, và mỗi lần thấy là mình nhổ mình bỏ giống như vậy đó. Đó, còn hoa 10 giờ Mỹ nó đẹp quá mà trồng cũng nó cũng khó hơn là trồng cây rau sam đất. Vậy trồng cây hoa 10 giờ Mỹ ăn chi tội nghiệp nó. Có nếu mà muốn ăn giống rau sam đất thì mua cây rau sam đất về trồng ăn thì nó sẽ đúng hơn, cũng như là mình nghĩ là chắc sẽ ngon hơn, cũng như là cái bụng mình của nó cũng yên tâm hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!